Tôi xin kính chào Hội Thánh. Khi mà anh Thông đứng trên này đọc những lời này đó, thì tôi không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng mà lòng của tôi rất là cảm ơn Chúa. Hơn 2.000 năm trước, Chúa đã ghi chép cái lời này hôm nay. Và khi mình nghe những lời này đó, mình thật sự trong lòng rất là bàng hoàng, bởi vì hàng ngàn năm trước Chúa đã biết cái ngày này hôm nay, và Ngài đã muốn chúng ta sửa soạn để hiểu điều này. Đây là cái câu cuối mà khi anh Thông đọc đến chúng ta nghe đấy. Tôi nhân Chúa này xin anh em hãy đọc thơ này ra cho hết thảy anh em đều nghe. Mình thấy không? Ông đã dặn Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca một điều rất là quan trọng. Ông nói là ngày của Chúa hầu gần rồi, và ông năn nỉ người ta là hãy đọc cái thư này để cho nhiều người được nghe. Mình hiểu tấm lòng của Chúa dành cho chúng ta. Cảm ơn Chúa, thật không dễ để cảm ơn Covid-19 đúng không ạ? Vì rất là khó đúng không? Nhưng chúng ta phải biết là Đức Chúa Trời đó, Ngài cho phép điều này xảy ra. Chúng ta nói là mình yêu Chúa, chúng ta nói mình có đức tin. Và đó lý do Chúa bảo, Chúa cho phép. Ở trong Kinh Thánh Chúa nói là sao? Sẽ có đến một lúc ta sẽ rúng động trời và rúng động cả đất để những vật không rúng động còn lại. Vì vậy Covid-19 ấy, nếu mình nhìn trong cái nhìn của Thiên Chúa đấy, thì nó vẫn có một cái phần tích cực của nó. Đó là nó khiến cho Hội Thánh của Chúa, những người có đức tin thật đấy, sẽ sống sót. Một trong lý do người ta khám phá ra là tất cả trẻ em đều không có bị Covid đâu, ông bà anh chị em. Mới đây một nghiên cứu mới nhất của nước Anh đó là chỉ 1% của 1% những đứa trẻ bị Covid-19 qua đời thôi. Tức là 1% của 1%, và trong cái 1% đó xảy ra tại nước Anh ấy, là hai đứa trẻ đó đã bị bệnh kinh niên rồi, cho nên nó bị thôi. Vì hệ miễn nhiễm của con trẻ là đảm bảo là không có Covid nào khuất phục được hết. Cho nên là tôi cảm ơn Chúa là vì những đứa trẻ nó có một hệ miễn dịch rất là tốt. Người ta sẽ xem xét là lý do tại sao là ngày nay người ta bị dễ bị cúm mùa, để rồi bị allergy, để tất cả mọi thứ đấy. Thì tôi nói với vợ tôi bảo là bởi vì chúng ta đã sống một đời sống khác với cấu trúc tự nhiên mà Đức Trời đã ban cho chúng ta. Chúng ta không còn đi trên đất để trên đất nữa, vì mình tạo ra từ đất, và Chúa khiến cho con người ta là cân bằng ở trong cái thân thể của mình với đất. Nhưng mình thấy ở Việt Nam bây giờ nếu nhiều người bị đau ốm thì người ta sẽ cho ngồi máy để chạy cân bằng những cái ông dương đặt chân để cho nó cung cấp cho mình. Rõ ràng từ ngày trước thì ông bà mình không cần phải làm điều đó. Và chúng ta ngồi trong máy lạnh của mình từ sáng đến tối, mình không khi nào hít thở cái không khí mà Chúa làm nên. Cái phổi của mình không khi nào khỏe được cả. Cái phổi này của mình nó đang hít thở một loại không khí mà có thể nói là rất là tệ. Mình nghĩ là nó mát mà mình vui vẻ thôi, nhưng không khí rất là tệ. Không tin hãy đi ra ngoài biển đi, hãy đi ra ngoài rừng, chúng ta hít thở không khí của mình, những không khí của Chúa làm nên đó, đảm bảo cái phổi này được phục hồi rất là khỏe mạnh. Chuyện đó do Covid-19 ấy, nó cũng có một điều tốt lành. Hội Thánh của Chúa, những người có đức tin sẽ còn lại. Còn nếu không mình sẽ, đấy là điều đương nhiên thôi. Và Covid-19 ấy, chúng ta có biết không ạ? Nhiều Hội Thánh bây giờ chỉ còn nhóm lại 25% thôi. Người ta có quá nhiều lý do mà. Ở nhà nhóm tiện quá, ở nhà ngồi trên giường rồi mặc đồ ngủ với nhóm luôn được, mình online mà. Rồi là mình một ngày mình có khi mình nghe 6 ca nhóm luôn. Mình nghe từ Nam Chí Bắc, từ hết giờ Mỹ sang giờ châu Âu, mình nghe được hết. Và họ thấy rất là tiện lợi. Và người ta thấy là vào cảm ơn Chúa, rồi bây giờ là mình sẽ học Kinh Thánh online này, mình nhóm online này. Nhưng tôi không biết là đến ngày Chúa đến, ngày đến trên online, ngày đến trên mình có gặp được Chúa hay không, thì đó là một vấn đề chúng ta cần phải được nhắc nhớ thôi. Vì vậy với Hội Thánh của Đức Chúa Trời, tôi rất cảm ơn Chúa Hội Thánh Nova. Hội Thánh của Chúa ngày hôm nay vẫn đi nhóm lại gần đủ, và đó là lý do mà tôi cảm ơn Chúa. Bởi vì chúng ta phải biết rằng là sao, đức tin không phải là danh từ, đức tin là động từ, và đức tin là chúng ta là điều chúng ta biết chắc và chúng ta làm điều đó. Từ đấy giờ chúng ta vào đây, tôi thấy không có ai là kiểm tra ghế xem là ghế này có chắc hay không ạ. Mọi người đều tin cái ghế này nó đạt cái tiêu chuẩn và mình cứ thế ngồi xuống thôi. Anh Luật ngồi không sợ, anh Sơn ngồi cũng không thấy băn khoăn gì cả. Bởi vì đức tin của chúng ta nó phải hành động và nó biết chắc, và sau đó chúng ta ngồi đơn giản là như vậy thôi. Thì cũng vậy, Đức Chúa Trời Ngài cũng muốn chúng ta là có đức tin nơi Ngài, và nó là một hành động, và nó là một động từ.
chứ không phải là điều mà chúng ta nói ở trong quá trình chúng ta hát, hay là điều mà chúng ta nhắn tin cho ai đó, chúng ta nói những cái điều mà nghe nó cao sâu, cao xa rồi cao siêu. Vì vậy ở trong Kinh Thánh có một cái ví dụ mà chúng ta thấy rất là tốt lành, đó là khi chúng ta biết thì chúng ta phải chuẩn bị, phải làm điều đó. Rất đơn giản như vậy thôi. Nếu mình biết, mình tin thì mình cần phải làm, chứ không phải là mình biết, mình tin, mình chỉ để vậy thôi. Thái Bình giúp cho cái nguồn mà người không biết. Tôi cảm ơn Chúa là hôm nay tôi nhìn thấy ba của Lộc đang coi đây. Cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta cố gắng, cái điều này vẫn có những người đang coi. Một trong những điều mà tôi muốn là chúng ta học về đức tin. Vì ngày nay chúng ta tin thì chúng ta phải hành động, chứ tin không phải là chúng ta chỉ nói rằng mình tin. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 41 từ câu 15 cho đến câu 19 có câu chuyện về ông Joseph, đúng không ạ? Ông Joseph, ông đến ông mới giải giấc mộng cho vua Pharaoh. Và sau khi giải giấc mộng cho Pharaoh rồi đấy, thì Pharaoh thấy ông này khôn quá. Pharaoh nói là thôi thì không có ai mà khôn hơn ngươi cả, thì tốt nhất là ngươi lãnh luôn cái nhiệm vụ này để giúp cứu người Egypto. Và trong đó có một câu mà rất là quan trọng, từ câu 46 đến câu 49. Joseph đi khắp vùng của Egypto. Ông đi làm gì? Ông phải đi, ông gặp những cái người lãnh đạo tại các vùng của xứ Egypto, và ông kiểm tra xem là mùa màng mình gặt hái như thế nào, kho tàng các anh chứa đã có đủ chưa, nếu chưa đủ thì phải xây cất và mình phải chuẩn bị. Bởi vì đức tin của Joseph về hai giấc chiêm bao là 7 con bò mập, 7 con bò gầy, 7 bông lúa lép, 7 bông lúa chắc. Ông nghe Chúa nhưng ông phải hành động. Và đó lý do là sao ông đã cứu được dân Egypto, cứu được nhà cha mình, nhưng bởi vì ông đã hành động. Kinh Thánh chép sao? Joseph đi khắp trong xứ Egypto. Ông phải lập một cái tim của mình để chữ lúa. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ nhìn thấy. Dạ. Đây là tất cả những cái bằng chứng khảo cổ và lịch sử. Trên cái điêu khắc của người Egypto đó thì có cái hầm chứa lúa, còn trong bằng chứng khảo cổ thì có cái hầm chứa lúa đông bà anh chị em. Bởi vì Joseph không ngồi đó và nói rằng ồ Chúa ngài phán như vậy thì ngài tự chịu trách nhiệm rồi ngài để lúa trong nhà người ta, không phải. Chúng ta phải biết rằng để chứa lúa và 7 năm được mùa và dành cho 7 năm mất mùa là 14 năm. Đây là một cái công việc chứa không phải là đơn giản. Ông nó phải cho đào sâu xuống dưới, càng sâu càng tốt, và dưới đó nhiệt độ đảm bảo và khô thì mới bảo đảm được. Đúng không? Đức tin của Joseph không phải là một cái hành động, mà không phải là một cái từ ông nói rồi sau đó là ông ngồi đó. Ông phải đi khắp mọi nơi. Cũng vì vậy, ngày hôm nay chúng ta đang nói về đức tin. Chúng ta đang cần điều này. Vì vậy, gần đây chúng ta nghe nói nhiều về tái lâm, đúng không ạ? Rồi về tận thế, ở trong cái bối cảnh mà thế giới đang xảy ra nhiều điều, nhiều đến nỗi mà nhiều người nói, người Bắc thì nói là sao? Biết rồi, khổ lắm, sao? Nói mãi. Còn nếu mà người miền Nam thì nói sao? Lại nữa rồi. Hy vọng hôm nay mọi người sẽ không phiền nếu mà tôi đã chia sẻ với Thánh về tái lâm. Vì hôm nay chúng ta vừa ở nhìn đầu tiêu đề là đó là chúng ta sẽ trực cho sẵn, cho nên mọi người có phiền đúng không ạ? Dạ, rồi không cái không được tưởng lại nữa rồi. Cảm ơn Chúa. Điều mà tôi muốn chúng ta hiểu trong buổi chiều hôm nay, Joseph nghe cái điều đó và ông quyết định phải hành động và phải có một kế hoạch để có thể khiến cái sự chỉ dẫn của Chúa bảo đảm được cái đời sống của mình và nhà cha mình. Cũng vậy, chúng ta học về tận thế không phải là thêm thông tin ông bà anh chị em. Chúng ta học về tận thế để chúng ta được nhắc nhớ là sao? Sắp chết rồi, và mình làm sao? Phải không bị bỏ lại. Chúng ta thấy là đi khám bác sĩ, người ta nói mình bệnh nhưng là mình cuống cuồng, mình sợ đúng không? Nhưng mà tôi thấy người ta nghe về tận thế, người ta nói ồ chắc đúng là ông này, suốt ngày tận thế lại nữa rồi. Bữa nay tôi xem trên YouTube là ông đến số 29, 30 rồi, ông này khiếp thật. Cứ nói về tận thế thôi.
mà cũng 30 số cũng khiếp thật đó, nhiều quá. Vì vậy hỡi hội thánh của Đức Chúa Trời, người ta vẫn đến hội thánh, nhưng mà chúng ta biết có những người đến hội thánh để chỉ mà người biết không, để kéo thiên đàng xuống dưới đất. Còn có những người, và chúng ta biết là những người đến hội thánh chỉ để kéo thiên đàng xuống đất thì sẽ giống như đám đông mà theo Chúa Giêsu năm xưa. Họ thấy Chúa Giêsu hóa bánh ra, họ thấy Chúa chữa lành, và thậm chí là họ nói sao? Chúa phải lên làm vua, chúng con đi theo Ngài. Nhưng cuối cùng chúng ta biết ra tất cả những người đến hội thánh chỉ để kéo thiên đàng xuống đất ấy, họ đóng đinh Chúa Giêsu và anh chị em. Và khi họ đối diện với Chúa Giêsu tại thập tự giá đó, họ còn nói như thế này: ông này là cứu người khác, chữa lành cho người khác, bây giờ ông xuống khỏi thập tự giá đi thì chúng tôi sẽ tin. Trên đó cho tôi muốn hội thánh được tỉnh thức trong buổi chiều hôm nay. Có rất nhiều người đến hội thánh nhưng không phải là để đến thiên đàng, mà đến hội thánh là để kéo thiên đàng xuống dưới đất này, ông bà anh chị em. Chúng ta đến hội thánh với rất nhiều những động cơ, chúng ta muốn được điều này điều khác. Và tôi thấy rất là thú vị là người ta vẽ một cái hình cái người đến hội thánh nhưng mà đủ cái xe gì ạ, đủ xe đẩy của siêu thị. Vì mình muốn được đến hội thánh là mình mua được một cái gì đó, mình kiếm được một vài cái gì đó thỏa mãn cho mình. Con có được chăm sóc tốt không, ở đó điều kiện nhóm lại như hôm nay là có điều hòa không á, rồi là mọi người đó có nai không, mấy anh này đón tiếp được có lịch sự không á, rồi là ở đó mấy ông mục sư giảng có buồn không này, rồi mấy ông mục sư ở đó ông giảng nó cũng có khiến cho mình coi như là mất ngủ không này. Cái đó mình thích, mình tức là mình đến hội thánh với một cái điều mong ước khác, đó là Chúa Ngài phải làm cho con là sống những ngày ở đất này là đúng là thiên đàng, phải ở đây đời đời. Thế chúng ta không ngạc nhiên là sẽ vẫn có những người như vậy không bà anh chị em. Vì vậy chúng ta sẽ thấy người ta vẫn là người đóng đinh Chúa Giêsu vì người ta đã từng theo Chúa Giêsu. Tuy nhiên chúng ta thấy là có một điều đó, ông bà anh chị em biết sao? Tất cả những người muốn thiên đàng chỉ có mặt dưới đất này. Nếu chúng ta đọc trong sách xuất Egypto ký đó, chúng ta sẽ biết họ đi theo người Israel ra khỏi Egypto, nhưng mà chính họ đã khiến cho toàn thể những người ra khỏi Egypto trên 20 tuổi đều chết hết ở trong đồng vắng và anh chị em. Nó kinh khủng quá. Chúa đã phải lấy công, Chúa mất một đêm để đem người Israel ra khỏi Egypto là nhà nô lệ, nhưng mà Chúa phải mất 40 năm để lấy Egypto ra khỏi nhà Israel, bà anh chị em. Những người đi theo đó, họ tạp dân đó, họ thấy phước lành của Chúa, họ thấy sự chữa lành của Chúa, họ đi theo, nhưng rồi dọc đường họ nói sao? Thà chết ở trong Egypto khi mình đang ngồi bên lối thì, thà mình ở Egypto mình có dưa hành, có củ kiệu, có mọi thứ để ăn, còn hơn là theo ông Môi-se vào trong cái đồng vắng này. Và tất cả những người đó đã khiến cho tất cả những người nam và những người dân Israel trên 20 tuổi chết hết trừ Joseph, Joseph và Caleb. Chúng ta thấy kinh khủng không ạ? Rất dễ thương đúng không ạ? Họ vẫn đến hội thánh, vẫn gia nhập vào nhà Đức Chúa Trời, nhưng họ không bao giờ muốn về trời. Chúng ta phải cần phải tỉnh thức điều này. Và nếu điều này đang ở trong tâm trí của chúng ta cần phải tỉnh thức, vì nó sẽ chôn chúng ta trong đồng vắng, không bao giờ bước vào xứ hứa đâu bà anh chị em. Nhưng có những người khác của bà anh chị em. Nhưng có những người khác là người giống như lời cầu nguyện chung, ở đất như ở trời bà anh chị em. Chúng ta vẫn cầu nguyện. Tôi nói thật bây giờ mọi hội thánh chúng ta mà cầu nguyện chung là ai cũng thuộc đúng không ạ? Dạ, câu đầu tiên là gì ạ? Dạ, lạy cha chúng con ở trên trời, danh cha được tôn thánh, nước cha được đến, ý cha được nên ở đất như trời. Nhưng mà chúng ta có tin mà nhiều người không hề tin điều đó mà anh chị. Đến cái đoạn là gì ạ? Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày thì mình chế này, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ 10 năm mà anh chị. Thế là
mình phải cẩn thận về điều này mà anh chị ạ. Tôi có một người quen ở Atlanta, nói là quen, rất là quý chúng tôi nhưng mà chưa gặp mặt. Chúng tôi là những người cùng chương trình dạy chương trường Kinh Thánh trực tuyến toàn cầu. Tôi có hỏi thăm cô về tình hình ở đó thế nào. Thì cô nói là ôi, mục sư ở đây Atlanta là Georgia là đất lành chim đậu, thời tiết rất là tốt. Ai đến đây thì cũng làm ăn thì cũng tốt cả. Nhưng mà tôi thì tôi thiết nghĩ là Chúa gần trở lại rồi và tôi đầu tư về trên trời. Chứ ở đây thì cũng dễ lắm. Cô nói với tôi như vậy và hôm vừa rồi thì chúng tôi có cơ hội và được gặp nhau. Rồi mọi người biết không ạ? Trên hành trình của chúng tôi trở về, chúng tôi ghé qua North Carolina, chúng tôi vào thăm một người chị em của mình. Và khi tôi đến tiệm của chị để cầu nguyện cho chị đó, chị nói mà lòng tôi tan chảy luôn. Chị bảo em thỏa lòng lắm. Cái tiệm nhỏ xíu của bà anh chị em, chắc được 5-6 ghế. Em thỏa lòng lắm. Mỗi một ngày em bước vào tiệm và em rời tiệm, em được tạ ơn Chúa. Con đủ rồi, con thỏa lòng. Và ở cái nhà lương 100.000 thôi. Nhưng mà chị nói với tôi là thỏa lòng. Và khi đó tôi đứng đó tôi cầu nguyện, không phải là Chúa thêm cho chị thêm nhiều ghế, mà tôi nói là Chúa ơi, Chúa thêm cho chị, Chúa sẽ thêm cho chị lòng kính mến. Và chị nói là chị tập tành để chia sẻ về phúc âm của Chúa. Chị nói có một người là đi vào hay là chị mới tìm cách là thấy người ta than thở cuộc sống, là chị cố gắng là chia sẻ về tình yêu của Chúa Giêsu. Và tôi nói cám ơn Chúa, lần đầu tiên mình đến một cái nơi mà người ta nói cầu nguyện không phải là thêm lên mà đến thỏa lòng. Vợ chồng tôi đứng đó và tôi nói cám ơn Chúa, Chúa ơi Ngài thật tốt lành. Vậy thưa ông bà anh chị em, hãy không chỉ đến nhà thờ mà phải trở lên nhà thờ. Đừng đến hội thánh chỉ để làm một cái điều khác nữa. Vì vậy tôi có thể khích lệ ông bà anh chị em như thế này. Ngày hôm nay khi chúng ta còn sống là cơ hội để ông bà anh chị em. Bởi vì nếu ngày hôm qua mà Chúa trở lại là chúng ta nguy rồi. Đúng không ạ? Nếu ngày hôm qua Chúa trở lại là có nhiều người trong chúng ta đã không qua khỏi ông bà anh chị em. Tối hôm qua khi mà chúng tôi học Kinh Thánh với lớp bắt tem đó, tôi cảm ơn Chúa. Chúng ta biết Thúy là con nhỏ thì rất bận, thì nói là hôm nay thì em xin phép được chia sẻ những gì em học. Thì nói là em học từ bài 8 đến bài 10, thì bài số 8 Chúa dạy những thứ này, bài số 9 Chúa dạy điều này, bài số 10 Chúa dạy điều này. Và Thúy chia sẻ, và sau đó Chúa nói, Thúy nói với tôi là ngày xưa ấy, em đi hội thánh ấy, thì đức tin của em là đi theo chồng. Rồi khi gặp thầy cô nói về Chúa cho em về nhà em tìm kiếm thêm, và bữa nay em hiểu được rằng là Chúa là Chúa của em, và em cầu nguyện là Chúa giúp cho đời sống của con thay đổi, vì gia đình của em là gia đình theo đạo Phật, cả nhà theo, và bây giờ rất là khó khăn để họ thấy bọn em là đi theo tin lành rất là khó. Nhưng mà em cảm ơn Chúa là em cầu nguyện, và rồi sau đó thì hai vợ chồng em quyết định là mình sẽ sống với cái lời cầu nguyện và yêu thương và sống với điều Chúa dạy. Và cảm ơn Chúa là bữa nay là gia đình em là mọi người đều rất tôn trọng chúng em và yêu thương chúng em, đặc biệt là rất là tôn trọng anh Huyên. Và tôi nói cảm ơn Chúa. Và chúng tôi học thì mọi người biết rồi, tôi học là nhiều khi là nói chuyện lâu dài bên ngoài cùng em đó, hỏi là chuyện là sẽ có sinh đứa con nữa không, rồi thêm con trai con gái, rồi là nhà cửa, tất cả mọi việc chúng tôi, tại vì mình là anh em với nhau mà. Và hai em chia sẻ chuyện nhỏ chuyện lớn. Rồi cô Xuân ngồi và cảm ơn Chúa, tôi lớn tuổi nhưng mà bây giờ tôi nghe Thúy nó này, tôi khi xuống là để tôi biết cái gì mình học, và tôi khích lệ là việc đó để cho chúng ta với hội thánh của Đức Chúa Trời. Khi mình đến với hội thánh thì phải biết rằng đây là cơ hội Chúa cho mình. Nếu đêm qua Chúa trở lại thì sao ạ? Dạ, cũng nhiều người không qua khỏi đúng không? Mình rất mệt bởi vì đó là vấn đề. Vì vậy tôi điều mà tôi vẫn nói với hội thánh và hôm nay tôi muốn nói lại với hội thánh lần nữa đó, là trong thiên đàng đó đầy người hối cải, còn trong địa ngục trong hỏa ngục ấy đầy người hối hận.
Đó là lý do tại sao chúng ta nhớ lại câu chuyện ở trong Luca mà Chúa Giêsu kể về Lazarus và người giàu. Hãy nhớ rằng đây là câu chuyện giả tưởng, câu chuyện không có thật, mà là câu chuyện Chúa Giêsu Ngài biết rõ hai nơi đó và nên Ngài kể cái câu chuyện này. Mục đích của Ngài là sao? Ngài muốn tỉnh thức chúng ta. Lazarus cũng có Chúa, người giàu cũng có Chúa, chứ không phải là cứ giàu lên hỏa ngục, cứ nghèo lên thiên đàng. Đấy không phải như vậy, mọi người yên tâm là như vậy, đúng không ạ? Nhưng mà vấn đề là thái độ của chúng ta ở trước mặt Ngài. Và tôi muốn ông bạn xem thấy được là khi mình sai mục đích đấy, thì mình sẽ có hai điều xảy ra. Thứ nhất là mình sẽ bị mục, thứ hai là mình sẽ bị tiêu, bạn anh chị em. Mục đích và mục tiêu là hai cái gần giống nhau, nhưng khi mình sai mục đích ấy, thì mình sẽ mục và tiêu, là cái đó mình cần được nhắc nhớ. Vì vậy câu hỏi mà tôi muốn hỏi Thánh buổi chiều hôm nay là chúng ta có muốn nghe về thiên đàng không? Dạ. Chúng ta được nghe về thiên đàng. Và điều mà tôi nói với tất cả những người khác, và có lần tôi nói với các em Huyên và Leon trong khi chúng tôi gặp nhau, tôi nói là các em phải nhớ là cả thế gian này nó đều tối thui hết, và mình ấy không phải là mình lanh đâu, không phải mình khôn vì cái mắt của mình đâu, đơn giản là mình có đèn đâu bà anh chị em, đúng không? Lời Chúa nói rằng lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, rất là ánh sáng cho đường lối tôi mà. Cho nên là không phải là mình lanh hơn người ta, mà mình giàu hơn người ta đâu, không phải đâu bà anh chị em. Và không phải là vợ chồng tôi có thể dạy con mình nhanh hơn người khác hay khôn hơn người khác đâu. Đơn giản là sao? Mình phải có đèn. Nó như vậy thôi. Và là con cái Chúa, chúng ta phải biết rằng là mình rất được phước. Bởi vì sao? Thế gian này nó vẫn gian như thế, nó vẫn gian ác và nó đầy rẫy sự bóng tối. Nhưng mình sao? Mình chỉ hơn họ là mình có đèn thôi. Mình cùng đi làm như họ, nhưng mình làm ít và mình hưởng nhiều. Chứ không phải là mình không làm gì. Ông bà anh chị em ạ, Chúa nói mình phải chăm chỉ, đúng không? Nhưng mình làm ít nhưng mình hưởng nhiều. Mình không được tiền công trong thời gì ạ? Trong túi lủng, ông bà anh chị em. Mình có phải thức khuya dậy sớm không ạ? Không hề, ông bà anh chị em. Đơn giản là mình có đèn sáng thôi, chả có gì khác người ta cả, đúng không? Cảm ơn Chúa. Và lúc đấy chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta biết ngoài kia người ta có biết là Chúa sắp trở lại không? Không ai biết gì cả, nhưng chỉ có hội thánh của Chúa mới có gì? Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất và năm mà chúng ta vừa đọc có thông bán chứ. Đơn giản là chỉ vì chúng ta có lời của Đức Chúa Trời, chúng ta có hơn gì họ không ạ? Mình cũng là hai mắt thôi, đúng không? Mình cũng là tai thôi, nhà mình cũng có một cái màn hình TV thôi để mình nghe thôi, mình đâu có khác gì họ đâu. Nhưng chúng ta có lời của Đức Chúa Trời. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5. Chúng ta có Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 2. Chúng ta có Ma-thi-ơ đoạn 24. Chúng ta có Khải Huyền 16, 19, 21. Chúng ta biết rằng Chúa Ngài gần trở lại. Đơn giản là như vậy. Hỡi anh em về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính em biết rõ ràng lắm. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong bên đêm vậy. Khi người ta sẽ nói bình hòa với yên ổn thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm đến lên nỗi ngày đó đến thình lình cho em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng, con của ban ngày. Hallelujah, khen Chúa. Mình đây cảm ơn Chúa mà. Mình là con của sự sáng, con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban ngày. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm áo trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là Đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được sống lại với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm.
Đó là lý do chúng ta có mặt trong căn phòng này buổi chiều hôm nay. Phải khuyên bảo nhau và gây dựng như chúng ta vẫn thường làm. Để chúng ta sao ạ? Hoặc thức hoặc ngủ đều được sống lại. Thức ở đây là đang sống và ngủ là người đã qua đời, ông bà anh chị em. Chúng ta phải biết rằng sao chỉ có người qua đời trong Chúa mới sống lại thôi. Vì vậy ơi, thánh của Đức Chúa Trời. Vậy anh em phải khuyên bảo nhau, gây dựng nhau như anh em vẫn thường làm. Và đây là lời Kinh Thánh mà tôi muốn khích lệ chúng ta. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 từ câu 15 đến câu 17. Và lại là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà giao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy ở giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp mặt Chúa. Vì vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Đúng không? Giàu thức, giàu ngủ, giàu sống hay chết là những người có sự chỉ dẫn của Chúa, chúng ta đều sẽ lên. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Và để cho mọi người hình dung về sự cất lên, thì tôi có lấy một cái trích đoạn ở trong cái bộ phim. Và tôi tin rằng là cái bộ phim này nó không diễn tả hết được cái bối cảnh của sự cất lên của chúng ta. Nhưng mà tôi tin rằng nó cũng sẽ khiến cho chúng ta có thể hiểu được cái bối cảnh này. We gotta be. We gotta. Are you alright? I couldn't save them. I didn't make it in time. It's not your fault. You called the security detail and they didn't listen. You did everything you could. We need to find Dean. Ôn Chúa, ở trong này họ trích cho chúng ta Tê-sa-lô-ca thứ nhất đoạn 4 câu 16. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời trên trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bấy giờ những kẻ chết trong đấng Christ, mấy kẻ chết trong đấng Christ đều sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ còn sống mà còn ở lại,
sẽ cùng nhau được cất lên với những người ấy ở dưới đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Và có một điều Phaolô đã giải thích cho chúng ta như này. Cái sự cất lên của hội thánh của Chúa đó là trong tích tắc, trong nháy mắt ông bà anh chị em. Không phải từ từ để rồi mình coi như là kịp, coi như là ăn lăn hay cái gì không bà anh chị em. Trong tích tắc và trong nháy mắt. Đây là một viễn cảnh mà chúng ta nhìn thấy là người ta mô tả như vậy thôi. Chúng ta phải hiểu rằng là hãy hình dung là nếu mà cái người phi công của chuyến bay đó là Kitson đó, thì sao? Chuyến máy bay đó sẽ đâm xuống và chúng ta nhìn thấy người ta đang mô tả là thế giới sẽ rơi vào một cái hoàn cảnh rối loạn, bởi vì chỉ trong một giây phút thôi, hàng trăm, hàng ngàn chuyến bay rơi xuống và tất cả những cái điều nó hỗn loạn xảy ra ở trong cái thế giới này. Và nhưng cái điều này chỉ diễn ra trong chớp mắt một bài trang, trong tích tắc thôi một bài trang. Đây là mình xem, mình thấy nó lâu thôi, chứ còn thật ra không hề quá lâu như vậy đâu. Và đây chính là điều mà chúng ta cần được tỉnh thức trong buổi chiều hôm nay. Và chính vì vậy mà chúng ta sẽ bắt đầu phải khảo sát lại cái kế hoạch của Đức Chúa Trời về sự cất lên của Ngài. Và đây chính là điều mà chúng ta cần phải làm trong buổi chiều hôm nay. Tôi muốn mọi người kiên nhẫn với tôi, bởi vì mang nhiệm của tôi không phải là duy trì hoạt động của Hội Thánh Nova. Mang nhiệm của tôi là nói ra lẽ thật của Chúa để không một người nào trong vòng anh em bị bỏ lại. Đó là nhiệm vụ của tôi. Vì vậy ở trong Kinh Thánh ấy, có một điều mà chúng ta cần phải được nhắc nhớ. Đó là người khôn ngoan thì có đôi mắt ở trong đầu. Không phải trên mắt đấy nhé. Mắt đây là nhìn, nhiều khi là mình bị nhầm. Người khôn ngoan có đôi mắt ở trong đầu. Và người khôn ngoan có một trái tim ở đâu? Bên này là bài trên. Bên này nó là theo cảm xúc này, rung động này, tầm bậy tầm bạ này. Nhưng mà tim phải nằm trong này, bên phải này. Phải có một sự tỉnh thức ở trong trái tim này. Phải có một đôi mắt khác, đôi mắt ở trong đầu của chúng ta để không bị lầm lạc của bài anh chị em. Và chúng ta phải biết rõ để không ở trong nơi tối tăm. Cho nên là mọi người nhấn lại. Và trong kế hoạch của Đức Chúa Trời đó, thì có một mảnh ghép mà vô cùng quan trọng được nói đến ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 đoạn 2 từ câu 1 đến câu 17. Ở đây là đoạn Kinh Thánh mà tôi đã gửi cho Hội Thánh. Chính vì vậy mỗi một ngày thứ 7 đó, tôi gửi trước cái đoạn Kinh Thánh cho chúng ta đây, thì xin chúng ta vui lòng đọc. Không phải là tôi mất thời gian đọc lại, tôi phải bắt mọi người đọc trước đâu. Tôi muốn mọi người đọc để rồi khi tôi chia sẻ đó, mọi người biết mình đang nghe điều gì. Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 đoạn 2 từ câu 1, Phao-lô viết luận về sự đến của Đức Chúa Giê-xu kiếp chúng ta. Đây là đoạn nói về Chúa sẽ trở lại. Và ông nói như thế này. Trong câu số 5 đó, chúng ta phải nhìn ông bắt đầu từ câu số 3 đó, ông nói như này: mặc dù dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch tôn mình lên làm mọi sự và người ta xưng là Đức Chúa Trời, hoặc người ta thờ lạy rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình xưng là Đức Chúa Trời. Anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em thì đã nói về sự đó sao? Hiện nay anh em biết rõ điều ngăn trở đó, hầu nó chỉ hiện ra đúng kỳ của nó mà thôi, vì đã có sự mầu nhiệm của điều một nghịch đương hành động rồi, song đấng còn phải ngăn trở cần phải cất đi. Như vậy, ở trong lịch sử chúng ta nghe rất nhiều những tiên tri giả nói rằng là Chúa đến vào năm 1900 bao nhiêu ngày giờ đó. Nhưng ông Phao-lô dặn Hội Thánh rằng khi Chúa đến, Chúa chắc chắn sẽ đến, nhưng phải có những dấu hiệu này đến trước. Bởi vì trong lịch sử đã có hơn 10 lần người ta dán cáo phó cho trái đất rồi, ông bà anh chị em. Tức là trái đất sẽ diệt vong ngày A, ngày B, và rồi người ta rối loạn lên, bỏ công, bỏ việc, chạy tới chạy lui rồi là không làm gì cả. Nhưng Phao-lô nhắc chúng ta là sao? Phải có sự bỏ đạo đến trước. Ông nói là chắc chắn là Chúa Giê-xu sẽ đến, kẻ địch lại Chúa Giê-xu sẽ hiện ra, nhưng phải có sự bỏ đạo đến trước. Và chúng ta đang sống ở trong thế kỷ 21 này, chưa bao giờ sự bỏ đạo tràn lan trong hội thánh của chúng ta, đúng không? Chúng ta nhìn thấy tại nước Mỹ thôi, rất nhiều điều xảy ra. Nhưng hôm nay chúng ta không đề cập đến điều đó nữa, vì lần trước tôi đã nói với hội thánh về việc
mỗi một năm tại nước Mỹ này có khoảng 7.000 nhà thờ đóng cửa, đúng không? Thì cái đó là sự bỏ đạo. Rồi tôi đã nói với hội thánh lần trước rồi, ở trong hội thánh bây giờ người ta chấp nhận cho đồng tính này, cho là đủ ngoài việc này, rồi mục sư chuyển giới cũng được này, rồi tất cả mọi điều. Và rồi trong hội thánh người ta chỉ giảng về tiền bạc thôi, người ta giảng về ân điển rẻ rúng, tức là tin Chúa rồi thì thế nào cũng lên thiên đàng, muốn sống thế nào cũng lên thiên đàng, thì chúng ta thấy rồi đúng không? Thì đó là sự bỏ đạo. Tuy nhiên hôm nay chúng ta đang nhìn vào một cái điều mà còn quan trọng hơn ở đây, đó là Phao-lô đã nói sao? Chúng ta sẽ phải nhìn thấy một cái mảnh ghép. Ở nhà tôi thì Sarah là hay chơi tranh ghép hình mà, 46 mảnh rồi 100 mảnh. Ông nói sao? Phải thấy được điều bộn nghịch đương hành động rồi. Và hôm nay chúng ta phải xem cái mảnh ghép này, mảnh ghép về sự bội nghịch đang hành động rồi, đúng không? Chúng ta cần phải xem xét nó. Có hai cách để chúng ta biết rằng điều này đã xảy ra chưa, thì chúng ta phải nhìn xa một chút, rồi chúng ta nhìn gần một chút. Nha. Xa thì chúng ta nhìn thấy là bắt đầu từ những năm 1960, tại nước Mỹ này có một cuộc cách mạng, tên là cách mạng nhưng mà tôi nghĩ là nó, cái từ đó nó đưa vào là rất là thô lỗ, cuộc cách mạng tình dục ông bà anh chị em. Người ta nói rằng là người phụ nữ cần phải giải phóng ra khỏi cái bếp của họ, rồi là tình dục nó không phải là giới hạn trong hôn nhân, mà nó là cái thỏa mãn của con người ta. Và thế là năm 1960, nước Mỹ đã bị khuất phục bởi cuộc cách mạng tình dục. Thì chúng ta biết, trước khi nó nhập khẩu vào Mỹ ấy, thì nó đã tàn phá ở châu Âu, và châu Âu đã chết rồi. Châu đã chết về vấn đề buông tuồng tự do tình dục rồi. Và đến Mỹ thì sao? Nó hủy phá luôn. Bởi vì tình dục là dùng cho hôn nhân. Nhưng bây giờ cuộc cách mạng này người ta giải phóng mà ta nghĩ không sao. Tình dục là thỏa mãn mình. Rồi thì nam với nam cũng được, nữ với nữ cũng được. Rồi là ấu dâm thì không sao. Rồi là tất cả mọi được bậy bạ diễn ra trong thế giới này. Và bẻ gãy đi cấu trúc gia đình. Trước cuộc cách mạng tình dục thì nước Mỹ chỉ có 4 bệnh về đường sinh dục thôi. Sau cuộc cách mạng tình dục, nước Mỹ có 24 bệnh về đường sinh dục, và trong đó có bệnh HIV. Và rồi chúng ta có hàng triệu đứa trẻ không cha không mẹ. Chúng ta có hàng triệu bà mẹ single mom, đúng không ạ? Đó là xa. Chúng ta nhìn thấy nó bẻ gãy đi cái cấu trúc của gia đình. Và rồi sao? Người ta nói sao? Người vợ cần phải bình đẳng với người chồng, cần phải thế nọ thế kia. Tôi thì chả phải là người có quan điểm là bình đẳng. Tôi chỉ biết rằng Kinh Thánh nói thế nào thì phải làm như vậy. Vợ phải vâng phục chồng, chồng phải yêu thương vợ. Đơn giản lời Chúa nói như vậy. Không phải là chồng nam khinh nữ, tôi không nói như vậy. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài biết về cấu trúc là nam là mạnh mẽ, là khỏe mạnh, cần phải có trách nhiệm chăm sóc gia đình và lo lắng về tài chính cho gia đình. Còn người phụ nữ, Chúa ban cho một cái cảm xúc, một cái mềm mại, một cái thiên chức làm mẹ. Họ sinh nở, họ chăm sóc con cái, phải là như vậy. Nhưng mà cuộc cách mạng vô cảm về tình dục đem người phụ nữ ra ngoài đường, bình đẳng tự do hết, đã là bình đẳng trong tình dục thì cái gì cũng bình đẳng hết, và đã bẻ gãy đi cái cấu trúc gia đình mà chúng ta nhìn thấy ngày nay, đúng không ạ? Đó là điều mà chúng ta nhìn xa. Để rồi mọi người có tin không ạ? Đây, ở tại Amsterdam có một bức tượng. Bức tượng này gọi là để tôn vinh những người làm gái mại dâm. Chúng ta có thể tin được không ạ? Rồi bên cạnh tôi có một con người trong cuộc đời của mình thả 26.171 quả bom xuống thế giới này, chỉ năm 2016 thôi nhận giải Nobel hòa bình, đúng không anh chị? Khi mà điều xấu và điều ác được tôn vinh, đây tôi đang nói xa nhé, chúng ta nhìn cái xa một chút, chúng ta nhìn đấy, theo bà anh chị em là Hitler bây giờ đang ngồi trên cờ với mẹ Teresa, đúng không? Có phải không ạ? Không hề, đúng không? Mẹ Teresa là một con người phục vụ người khác. Và chúng ta hình dung xem, đúng là một con người họ phải điều khiển đất nước, họ phải chịu trách nhiệm về chiến tranh,
nhưng mà không thể nào đặt một người ném nhiều bom như vậy làm đoạt giải Nobel hòa bình được. Ông có thể là đoạt giải là người đã ném nhiều bom nhất trong một năm thì có thể ok, không có sao cả, vì là một người tổng tư lệnh của quân đội thì họ phải chịu trách nhiệm. Nhưng nói về phương diện đạo đức ấy, thì không thể chấp nhận được một người mà trong cuộc đời của mình lại đoạt giải Nobel hòa bình vì đã ném quá nhiều bom vào trong cái thế giới này. Hai người cùng đoạt giải Nobel hòa bình, ông bà anh chị em ạ. Ông Martin Luther King đều nói tôi có một giấc mơ, dream, tức là chúng ta hoặc là sống như những người anh em hoặc chết như những kẻ ngu nếu chúng ta xung đột với nhau. Nhưng ông Obama ông nói rằng tôi có máy bay không người lái, drone cái để thả bom, ông bà anh chị em. Hai người cùng giải một Nobel hòa bình đó, mình so sánh cái giá trị. Rồi trong ngày làm chính trị mà trong ngày nghe một đứa học sinh bị bắn ở trường thì giả vờ khóc, mà đúng lúc cùng lúc đó thả bom xuống ở tất cả các quốc gia khác. Tôi không nói là đúng hay sai về vấn đề là cái công việc họ phải làm, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy không ạ? Trong một cái thế giới mà cái giá trị đúng sai nó không còn nữa, làm sao phải tôn vinh một người làm gái mại dâm, ông bà anh chị em? Rồi làm sao phải tôn vinh một người giết chóc nhiều người đoạt giải Nobel hòa bình? Mọi người có tin không? Đó là cái sự mà tôi nói thật, nó sỉ nhục lương tri của con người. Bây giờ hãy hình dung tôi là một người làm điều xấu xa bị ổi, mày được xã hội tôn trọng. Đúng là một sự sỉ nhục lương tri của con người, đúng không ạ? Nó dày vò. Tôi ngồi tôi nghĩ tôi nói xin lỗi mấy cái bà gái mại dâm đó. Bà ấy vì miếng cơm manh áo bà đi làm và bà ấy thỏa mãn nhu cầu người khác thì nghe thì cũng có lẽ là còn có lý do, còn một tay ném bom xuống hàng 8-6 quốc gia, 6 quốc gia trên thế giới này lại được tôn vinh là sứ giả hòa bình thì tôi không thể nghĩ được. Không bằng một đứa gái mại dâm, vì gái mại dâm là người ta bán thân để họ nuôi miệng của họ. Mình thấy không ạ? Điều xấu xa bị ổi mới được tôn vinh, nó được cho lên trên này. Vì sao tôi nói như vậy? Tôi nói để chúng ta thấy này, sự mầu nhiệm của điều hội nghịch được hành động. Không lẽ chúng ta, tất cả những người có lương tri trên thế giới lại không hiểu được điều này sao? Nhưng tại sao tất cả những tiếng nói đạo đức, lương tri trên thế giới đều công lý và kẻ ác lại thắng thế? Rõ ràng là điều hội nghịch đang hành động. Bóng tối phía sau nó đã chi phối rồi và chúng ta nhìn thấy là như vậy. Bây giờ mình mà nói về hôn nhân, về trong sạch, về đạo đức, mình là ai ạ? Mình là kẻ lạ trên đất này, ông bà anh chị em. Bây giờ mình mà nói về thủy chung, mình nói về mọi điều, mình là gì ạ? Thằng điên ở trên đất này, ông bà anh chị em. Chúng ta nhìn thấy khủng khiếp mà. Chúng ta nhìn thấy xã hội này nó băng hoại chưa? Nó dơ bẩn chưa? Điều này đang nói rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ đến. Chúng ta phải nhận biết được sự mầu nhiệm của điều hội nghịch được hành động, chắc chắn là như vậy. Gần thì sao ạ? Có phải đảng Cộng Hòa là tốt không? Không. Có phải đảng Dân Chủ là tốt không? Không. Tất cả những gì đang diễn ra tại nước Mỹ này cho chúng ta một cái nhìn về điều gì đang diễn ra ở dưới đất nước này thôi. Chưa có một vị tổng thống nào bị chống đối như ông tổng thống Donald Trump. Đơn giản có phải vì ông là người Cộng Hòa không? Bởi vì sao ạ? Vì ông bóc trần cái bộ mặt gian ác của những kẻ thuộc về thế giới ngầm Deep State ở cái nước Mỹ này, về ấu dâm, về bán rẻ nước Mỹ, về buôn người, vì tất cả mọi sự. Chúng ta thấy rằng cứ bật TV lên, bật cái gì lên, truyền thông dòng chính đúng không? Nó gọi là truyền thông dòng chính, nhưng thật sự nó giống như một dòng nước cống đen, vậy ông bà anh chị em. Toàn cả những điều bỉ ổi xấu xa và trơ trẽn ở trên đó. Chúng ta phải thấy đau đớn về điều đó, ông bà anh chị em. Làm sao Tổng thống George Bush, được gọi là vị Tổng thống của chiến tranh,
vì ông ném bom rất là nhiều mà vẫn không vượt qua Obama để giành được giải. Chúng ta nhìn thấy và đây là điều mà chúng ta cần phải được thức tỉnh về những gì đang diễn ra tại nước Mỹ này. Tôi cảm ơn Chúa là người ta nói trong đời Tổng thống Donald Trump là việc buôn người là bị chống đối dữ dội nhất. Ông là Tổng thống hiện đại duy nhất và là Tổng thống trong lịch sử của thế giới là người chống lại làn buôn người mạnh mẽ nhất, ông bà anh chị em. Và đối với nước Mỹ này, ông là vị Tổng thống chống ma túy mạnh mẽ nhất, ông bà anh chị em. Nhưng tại sao người ta lại ném đá ông? Bởi vì tôi không nói về chính trị nữa nha. Bởi vì phía sau đó những kẻ bất lương đó không bao giờ muốn ông lên tiếng về điều này. Quý vị ở đây là những người rành rẽ về chính trị nước Mỹ mà, đúng không? David, con trai tôi đã nói như thế này. Một người ở Cuba thiên đường sau chủ nghĩa đó, cố gắng bơi vào Mỹ, bơi được vào Mỹ xong bật TV lên, nhìn thấy Joe Biden, vị người sẽ ra tranh cử Tổng thống nước Mỹ, nói về chủ nghĩa xã hội. Là ông không biết là bơi tới hay là bơi lui. Bơi từ Cuba sang Mỹ, rời bỏ thiên đường sau chủ nghĩa sang Mỹ, và sang Mỹ bật TV lên đúng ngày tranh cử Tổng thống, thấy Joe Biden nói là sao ạ? Sẽ đưa nước Mỹ trở thành Venezuela, thiên đường xã hội chủ nghĩa. Mình thấy không khiếp mà. Đó là điều chúng ta cần phải nhìn. Nếu không phải là bàn tay của Satan, không bàn tay của quỷ dữ, thì làm sao nước Mỹ, một đất nước chiến đấu cho sự tự do, ngày hôm nay đã lạc mất như vậy? Nước Mỹ đã đổ bao nhiêu xương máu của mình ở tất cả các vùng đất khác ở trên thế giới này, chỉ vì muốn dương cao ngọn cờ của sự tự do. Và có rất nhiều người, tôi thấy họ kỳ cục. Họ chống ông Trump, và thậm chí trong hội thánh, chúng ta cầu nguyện là xin Chúa gìn giữ con cái của chúng con, xin cho con có thêm những đứa con, mà chúng ta ủng hộ những người đồng ý phá thai tháng thứ 9. Tôi không nói về dân chủ hay cộng hòa, nhưng nếu người ta đồng ý để phá hủy một đứa trẻ đến tháng thứ 9, là một đứa trẻ trong lòng của mẹ, nó không có khả năng để tự vệ, nhưng mà có những cái chủ trương là lấy tiền thuế của nước Mỹ này để giết những đứa trẻ trong tháng thứ 9, nếu chúng ta ủng hộ người đó, mà chúng ta nói rằng Chúa ơi, xin Ngài bảo vệ con cái của chúng con an toàn, rồi chúng ta muốn là cho chúng con thêm có những đứa con nữa, và chúng ta ủng hộ những kẻ phá thai, những kẻ giết người như vậy, liệu Đức Chúa Trời Ngài có nghe tiếng chúng ta cầu xin không ạ? Chúng ta chắc cần phải suy xét lại điều này. Chúng ta luôn cầu nguyện xin Chúa xét công bình cho con, bênh vực chúng con. Nhưng mà chúng ta sao? Chúng ta ủng hộ những kẻ chủ trương buông thả, ô dơ và nghiện ngập. Em rể của anh Thông nói với tôi là nếu mục sư lên Seattle, Khương khuyên mục sư là đừng có vào khu downtown Seattle. Tôi nói khu đẹp mà, nhưng bây giờ nó thành đống rác rồi. Bởi sao? Bởi vì khu đó là nó có khu cho tiêm chích tự do mà. Nên là tất cả mọi tụi nghiện ngập rác rến nó tập trung ở đấy và không còn đi nổi nữa. Dưới gầm cầu, dưới các đường cao tốc, rồi những cái AV mà không còn xài được, nó cũ kỹ đấy, nó kéo về, nó xếp hết cả cái dãy đường, nó chiếm hết luôn cả cái dãy đường đó và nhếch nhác vô cùng. Tự do đâu bà anh chị em? Tự do mà những người mà muốn hủy phá nước Mỹ này họ đang kêu gào đó. Tự do hút sách, tự do tình dục, rồi là vô chính phủ, loại trừ cảnh sát, rồi là tất cả mọi cái. Chúng ta phải hiểu rằng nếu chúng ta ủng hộ cho những điều đó, đừng cầu xin Đức Chúa Trời ban sự bình an cho mình.
Đức Chúa Trời đâu phải là trò đùa của chúng ta đâu. Mà chúng ta thích điều này nhưng nói Chúa phải gìn giữ con. Chúng ta chỉ muốn không làm mà có ăn ông bà anh chị em. Chúng ta nghĩ rằng đạo đức chủ sẽ cho không mình ông bà anh chị em. Chúng ta biết ngân hàng có cho không ai gì đúng không ạ? Không cho không ai gì cả. Vì sao có ngân hàng ạ? Để cho vay lấy lời. Những cái check mà chúng ta nhận trong những ngày qua về trợ cấp ấy, nó sẽ trở lại. Không phải là nó là con số không người ta ghi nó rồi gửi cho mình rồi mai mốt nó bay mất đi đâu ông bà anh chị em. Tại sao chúng ta không cầu nguyện cho một vị tổng thống muốn làm cho nước Mỹ mạnh trở lại, có công ăn việc làm? Mình chỉ nhận trách trong 6 tháng thôi mình thấy phê, nhưng mà sau 6 tháng ấy nước Mỹ lại đi xuống ấy, chính phủ không hỗ trợ được nữa đâu, lúc đó ngân hàng họ sẽ kéo cái nhà của mình thôi. Hãy cầu nguyện để nước Mỹ này được lập lại trật tự và sự công bằng. Tại sao những người lao động chăm chỉ thì lại bị coi thường, bị hô hét là phải đánh thuế bọn người giàu thật nhiều và lấy để cho mấy cái thằng người biếng không làm gì ăn? Tại sao những bất công như vậy? Tại sao những công ty ngắt ngoài sắp chết rồi lại được cứu trợ, trong khi những công ty làm ăn nghiêm chỉnh thì không được cứu trợ? Tại sao phải lấy của những người lao động chăm chỉ để chia cho những người không làm gì? Tại sao một thế hệ nước Mỹ mới học xong high school tôi, tốt nghiệp phổ thông tôi đã muốn ăn trợ cấp rồi? Bám víu vào cái hệ thống an sinh xã hội này. Phải có người làm chứ. Đúng không ạ? Chỉ có Chúa Giê-xu mới là người ban cho như không thôi. Chỉ có Đức Chúa Trời ban cho như không thôi. Làm gì có ngân hàng nào ban cho như không ở nước Mỹ này. Chúng ta lầm lạc rồi ông bà anh chị em. Chúng ta mù loà rồi, chúng ta ích kỷ rồi. Chúng ta chỉ muốn dựa dẫm thôi. Mình phải thấy hổ thẹn khi mỗi sáng rửa mặt mình ở trong gương và nhìn thấy con người của mình, phải được nhắc nhở rằng mình là con người, mình là tạo vật của Đức Chúa Trời, mình may mắn hơn hàng triệu triệu người dân Việt Nam. Mình có mặt ở trên nước Mỹ này, mình được cơ hội cạnh tranh sòng phẳng, được làm mọi việc trong môi trường minh bạch này, tại sao mình không lao động? Điều đó chỉ nói lên rằng, tôi không nói về thiệt hơn về tài chính, điều đó chỉ nói rằng tâm trí của chúng ta đã quá u tối rồi. Đây mới là điều đáng sợ, chứ không phải là thiệt hại một vài ngàn đô la một tháng là điều đáng sợ đâu. Cái điều đáng sợ là tâm trí của chúng ta u tối rồi. Há chúng ta không biết rằng có một Đức Chúa Trời hàng ngày nổi giận cùng kẻ ác sao? Đức Chúa Trời là quan án công bình, thật là Đức Chúa Trời hàng ngày nổi giận cùng kẻ ác. Nếu kẻ ác không hối cải thì Đức Trời sẽ mài gương, Ngài đã dương cung mà trực cho sẵn, cũng đã vì nó sắm sửa khí giới làm chết và làm những tên Ngài phừng lừa. Tôi ước ao là không có ai trong vòng chúng ta đây hùa theo kẻ ác. Đúng không? Mình hùa theo kẻ ác, mình đứng cùng kẻ ác, mình sẽ chịu chung số phận. Vì một Đức Chúa Trời hàng ngày nổi giận cùng kẻ ác ông bà anh chị em. Hãy nhớ là như vậy. Và nhà báo người Pháp Alexander Tocqueville, ông đã nói như thế này: nước Mỹ thôi công chính, nước Mỹ sẽ thôi hùng cường. Tôi muốn chúng ta xem lại tổ phụ của nước Mỹ này đã nói điều gì nhé. George Washington: không thể nào trị vì thế giới này cho phải lẽ nếu không có Đức Chúa Trời và Kinh Thánh. John Adams vì Tổng thống thứ nhì: hiến pháp của chúng ta chỉ được thành lập cho một dân đạo đức và tin kính, nó hoàn toàn không thích hợp với một chính phủ của bất cứ đất nước nào khác. Noah Webster: Cơ Đốc giáo là điều quan trọng nhất và là một trong những điều đầu tiên mà tất cả trẻ em dưới một chính phủ tự do phải được dạy. Chúng ta nhìn thấy những vị cha lập quốc của nước Mỹ này đã phát biểu những điều này. Abraham Lincoln: ngoài Kinh Thánh chúng ta sẽ không phân biệt được điều sai và điều đúng. John Jay:
vị thẩm phán trưởng của tòa án tối cao đầu tiên của Hoa Kỳ, Thiên Chúa quan phòng đã ban cho dân tộc chúng ta quyền lựa chọn những người lãnh đạo của họ, và đó chính là trách nhiệm cũng là đặc ân và sự quan tâm của dân tộc chúng ta để tuyển chọn và mong muốn những cơ đốc nhân làm người lãnh đạo họ hơn. Năm 1892, tòa án tối cao Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định không một mục tiêu hành động nào chống lại đức tin có thể đưa vào bất kỳ sự ban hành pháp luật nào, hoặc của tiểu bang hoặc của quốc gia, bởi vì đây là một dân tộc tin kính, đây là một dân tộc của Thiên Chúa. Chúng ta nhìn xa nhìn gần, mình thấy di sản của Đức Chúa Trời đó, nơi điều công chính tuôn đổ từ ban đầu đó, nó bị vấy bẩn đến ngày hôm nay. Chúng ta nhìn thấy chưa, 10 điều răn Đức Chúa Trời đã bị đuổi ra khỏi mọi lĩnh vực của cuộc sống này. Ngài không có quyền ở trong tòa án, Ngài phải ra khỏi trường học, Ngài phải bị lấy ra khỏi tất cả những dấu hiệu nào liên quan đến tôn giáo ở trên các phủ điêu, các cái hình thức, các cái di sản là đều phải đụng bỏ hết, bởi vì người ta không muốn có Đức Chúa Trời. Nhưng hãy nhớ, nước Mỹ đầu tiên đặt trên lời Đức Chúa Trời. Vì vậy, hỡi bà anh chị em, chúng tôi muốn như vậy để chúng ta thấy được cái tình trạng của chúng ta đang ở trong cái bối cảnh khủng khiếp là như thế nào. Như vậy, có phải là điều Bộ Nghị ta hành động rồi không? Tại sao người ta có thể, tòa án tối cao của Mỹ là có thể chấp nhận là cái việc là hôn nhân đồng giới, nào phá thai, lấy lời Chúa ra khỏi trường học, cấm cầu nguyện, rồi là gỡ bỏ tất cả ra khỏi luật pháp Chúa, ra khỏi tòa án? Tôi chỉ muốn nói để chúng ta biết là điều Bội Kỳ đang hành động rồi. Vậy thôi, chứ không phải là tôi đang campaign cho Đảng Cộng Hòa nhé. Yên tâm, đối với tôi, Cộng Hòa Dân Chủ không có nghĩa là Cộng Hòa Dân Chủ có nghĩa là điều tốt. Chúng ta phải yên tâm là như vậy. Chúng ta phải tiếc không phải chị em? Tiếc lắm chứ. Khi tôi đọc những cái lời này của những vị cha lập quốc, cái lòng tôi đau đớn vô cùng. Tôi nói là sao? Không có một dân tộc nào được phước, vì Kinh Thánh nói rằng phước cho dân tộc nào có Đức Chúa Trời làm chủ. Rõ ràng là chúng ta đã từng là một quốc gia ở dưới Đức Chúa Trời, lại chúng ta ở dưới các thần đồng bài, anh chị em. Mình thấy nó khủng khiếp mà. Như vậy, điều này nó phải làm cho chúng ta đau đớn. Và khi chúng ta đau đớn, chúng ta hiểu được rằng là điều Bộ Nghị được hành động rồi. Nó phải là điều mầu nhiệm của điều Bộ Nghị đông bài, anh chị em. Ở trong này không nói điều xấu nha. Mầu nhiệm, tức là nó có một thế lực đang hành động rồi. Cảm ơn Chúa. Như vậy, yêu Chúa, như vậy yêu Chúa có nghĩa là chúng ta phải thích Đảng Cộng Hòa phải không? Không. Chúng ta từng phải biết rằng Tổng thống George Bush ấy, ông là người, gia đình ông là buôn dầu mà, ông buôn dầu lửa mà, cho nên đó do là ông ấy cũng chỉ đặt lợi ích dòng họ trên, ông đã đặt lợi ích của nước Mỹ ở dưới lợi ích của gia đình. Trong đời của Tổng thống George Bush ấy, có hai điều mà mình thấy một cặp đôi hoàn hảo. Ông George Bush thì là buôn dầu, ông phó Tổng thống Dick Cheney là buôn súng. Ở đó do chúng ta biết là ông George Bush đã được mệnh danh là Tổng thống của chiến tranh, vì cả hai ông này kết hợp với nhau, cặp đôi hoàn hảo. Nên đó do chúng ta nhìn thấy Cộng Hòa không phải đại diện cho điều tốt, Dân Chủ không đại diện cho điều tốt. Điều tốt lành không mang tên Cộng Hòa, không mang tên Dân Chủ. Nhưng điều tốt lành nó sẽ thể hiện qua những con người kính sợ Đức Chúa Trời. Và lúc này chúng ta có Donald Trump là người kính sợ Đức Chúa Trời. Người ta nói với tôi là ông Donald Trump là vợ lọ con kia. Tôi nói, nhưng 4 năm ông làm Tổng thống cho nước Mỹ này, ông đã làm điều tốt cho đất nước này. Còn trước đó ông là con người. Và tôi nói sao? Mọi tội nhân đều có quá khứ, mọi thánh nhân đều có tương lai. Mọi thánh nhân đều có quá khứ, mọi tội nhân đều có tương lai. Tương lai là gì? Từ tội nhân có thể chuyển sang thánh nhân. Trước khi ông Donald Trump là Tổng thống Mỹ, ông có thể là con người xấu, không hư hoại. Nhưng 4 năm của ông đã trải qua, chúng ta biết ông đã đề cao tôn kính Chúa, không phải tôn kính chính phủ. Ông đã bảo vệ sự sống khi nó còn ở
trong lòng của những người này. Tại sao chúng ta không đứng về những người tin kính? Hãy đứng về người tin kính. Đó là việc của chúng ta cần đứng về người tin kính. Và trong Kinh Thánh có một điều rất là thú vị, ông bà anh xem biết không? Côrintô thứ nhất đoạn 2, Chúa nói như thế này: Chúa sẽ lấy những kẻ không ra gì để làm hổ thẹn những kẻ mạnh ở trong thế gian này. Chúa lấy những điều yếu hèn ở trong thế gian này để làm hổ thẹn những kẻ mạnh. Ông Donald Trump là một người không phải là làm chính trị lão luyện, đúng không? Không có cơ hội gì cả, ông chả là cái gì cả. Khi ông nói về là việc ông sẽ ra tranh cử tổng thống, người ta nhạo báng ông ấy. Rất nhiều người nói rằng nếu ông Donald Trump là tổng thống, họ sẽ rời nước Mỹ. Nhưng hiện tại có ai rời không ạ? Chẳng có nước nào rời đi cả. Mình ước ao ngày đó tụi nó giữ lời hứa, và tụi đó không bao giờ giữ lời hứa, bà anh chị em. Vì nó tụi cặn bã, nó không bao giờ giữ lời hứa đâu. Hồi đó nó tưởng là ông Donald Trump sẽ thua, nên nó nói là nếu Donald Trump là tổng thống, ta sẽ rời nước Mỹ. Chẳng đứa nào rời cả. Nó mà rời thì nó thành ra người giữ lời hứa, mà người giữ lời hứa thì là người tốt, chỉ có bọn mất liếc, cặn bã là không bao giờ giữ lời hứa. Nó đúng thực về bản chất là như vậy. Là người yêu Chúa, chúng ta phải yêu chuộng những gì Chúa yêu và anh chị. Từ lấy giờ tôi không có campaign cho cầu phạm nữa. Tôi chỉ nói rằng hãy yêu những gì Chúa yêu. Thi Thiên đoạn 1, 6 câu bà anh chị em. Anh Liêm tuần tới sẽ cho bài tánh học Thi Thiên đoạn 1. Dạ, 6 câu rất là dễ. Thi Thiên 23, 6 câu. Đấy, ở miền Tây tôi gọi là 6 câu vọng cổ, dễ. Dành 6 câu quá mà. Mình nói gì, cái gì dành 6 câu đúng không? Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp đến ngày và đêm. Ông Donald Trump có vui vẻ về luật pháp của Chúa không? Ông vui vẻ về luật pháp của Chúa. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo kỷ tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác là rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, xong đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Amen. Dạ, amen. Amen. Vâng lời Đức Chúa Trời. Dạ, nhiều khi tôi đau lòng cho nước Mỹ này, tôi đau lòng cho những điều tốt lành. Chúa ơi, tại sao điều này lại diễn ra, và Chúa tại sao Ngài không can thiệp? Và Chúa nói sao? Trước khi muốn trừng phạt kẻ nào, ngạn ngữ cổ có câu, trước khi muốn trừng phạt kẻ nào thì Thượng Đế thường khiến cho bọn nó hóa điên. Và Chúa sẽ cất hội thánh của Chúa lên, và rồi Ngài sẽ xử phạt thế giới này. Bởi vì tất cả những điều ác đang diễn ra trong thế giới này là để cho hội thánh phải lựa chọn. Nếu chúng ta lựa chọn đi theo kẻ gian ác, đúng không? Chúng ta sẽ ở lại. Còn nếu chúng ta không theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhào báng, xong lấy làm vui vẻ luật pháp Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật ấy, thì người ấy sẽ cất lên. Hôm nay chúng ta đang học Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chúng ta học về sự cất lên. Như vậy, điều ác diễn ra trên nước Mỹ này và diễn ra trên toàn thế giới này là điều chắc chắn tất nhiên sẽ đến, ông bà anh chị em. Vì Kinh Thánh nói sao ạ? Vì có bí mật của huyền nhiệm, của điều bội nghịch đang hành động rồi. Nhưng chúng ta biết điều gì không ạ? Nhưng đấng còn ngăn trở phải cất đi. Wow. Cảm ơn Chúa. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10 nói sao? Chúng ta chiến trận không phải cùng thịt và huyết, cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng các vua chúa ở chốn không trung, và các vua chúa và các thần dữ ở các nơi trên trời. Wow, cảm ơn Chúa. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10 từ câu 10 cho đến câu 12 cho chúng ta biết là thế lực mà Kinh Thánh nói là huyền nhiệm của điều bội nghịch đương hành động rồi, chính là chúng nó đây. Nhưng mà Ngài cũng nói sao? Nhưng đấng còn ngăn trở phải cất đi. Wow, cảm ơn Chúa. Chúng ta biết đấng ngăn trở là ai mà? Đấng ngăn trở chính là Đức Thánh Linh,
và Ngài đang vận hành qua hội thánh của Ngài. Và khi đứng ngăn trở Ngài đi lên thì hội thánh của Ngài sẽ đi lên cùng Ngài. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúng ta dở trong Giăng đoạn 16 câu 8 nói sao? Khi Đức Thánh Linh đến thì Ngài sẽ khiến cho thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình, về sự đoán phạt. Hallelujah. Công việc của Đức Thánh Linh là khiến cho thế gian này bị cáo trách về tội lỗi, về sự công bình và về sự đoán xét, ông bà anh chị em. Không có Đức Thánh Linh, người ta không biết mình là đúng hay sai, làm ác hay là không. Và hãy hình dung là khi đấng ngăn trở cất lên rồi, hội thánh cất lên rồi, và cả thế gian này được giao cho 100% là Black Lives Matter, mọi người hãy hình dung đúng không? Chúng ta thấy khủng khiếp mà. Và khi đó chúng ta được thế giới này còn lại là Black Lives Matter này, rồi là Antifa này, rồi Antichrist này. Ồ, nhiều, đúng không? Một thế lực hùng hậu. Chúng ta sẽ thấy mình ở lại là như thế nào, đúng không? Ở Việt Nam nó dịch Black Lives Matter, viết ba tắt là bọn lưu manh. Nó viết ở đây, mình thấy cũng đúng, bọn này lưu manh thiệt. Rồi, chưa kể nào là lúc này thì người ta sẽ nói gì là loạn luân đâu có sao, thì ấu dâm thì có làm gì mà cứ lặng lề quá, làm sao phải là hôn nhân mới là tình dục ở trong hôn nhân, đúng không? Rồi nam nữ thì có vấn đề gì miễn là thỏa mãn thôi. Mình hình dung là một cái xã hội mà nó giống như Sodom Gomorrah vậy, ông bà anh chị em. Vì thánh thì có còn đâu mà cáo trách, đúng không? Vậy mà nhiều người muốn ở lại. Tôi không hiểu tại sao chúng ta ủng hộ cho điều ác. Chúng ta phải biết như thế này: duy nhất Đức Thánh Linh có đủ quyền phép để ngăn trở điều ác. Và khi Ngài cất lên rồi đó, thế giới này được giao lại cho gì? Toàn bộ cho ma quỷ. Đơn giản như vậy. Nếu chúng ta muốn ở lại, muốn sống với một thế giới đó, đó là quyền tự do của chúng ta. Rồi, tôi muốn là thêm 10 phút được đúng không ạ? Vấn đề quan trọng. Đây là điều mà tôi... Tại vì bây giờ có 10 tờ mà giờ đến tờ số 7. Cảm ơn Chúa. Chỉ Đức Thánh Linh thôi, Ngài mới đủ quyền năng để ngăn chặn quỷ dữ. Và tạ ơn Chúa là Đức Chúa Trời đó, Ngài để chúng ta có Kinh Thánh. Chúng ta đọc và chúng ta sẽ biết. Đó là Ngài nói về hai điều. Đó là cơn đau truyền ra và cây vả đứt lập. Để chúng ta biết được. Ngài để cho chúng ta là trong Kinh Thánh ấy, chúng ta đọc, chúng ta có những lời này. Nhưng Ngài cho chúng ta một cái dấu hiệu bên ngoài đó, là Israel, ông bà anh chị em. Dân tộc Israel là một dân tộc được gọi là giống như là ngọn hải đăng vậy, là cho chúng ta biết điều gì sẽ diễn ra trong thế giới này. Và đó lý do năm 2017 người ta in một cái đồng coin, là một bên là ông Siru, một bên là ông Donald Trump. Tôi không phải là người cuồng Trump đấy nhá, đừng có nghĩ điều này. Tôi đang muốn nói một điều là sao? Trong cái đồng coin này, người ta nói đến một sự kiện là Tổng thống Donald Trump năm 2017, ngày 26 tháng 12 năm 2017 đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Hãy hình dung là một mảnh đất tên là Israel hơn 2.000 năm không được công nhận, một thủ đô ở trong trái tim của Chúa không được công nhận, đúng một cái được Tổng thống Donald Trump công nhận kỷ niệm 70 năm ngày nhà nước Israel ra đời, ông bà anh chị em. Làm sao mình có thể tin được người Việt Nam mình sang Mỹ chỉ đến thế hệ thứ hai thôi còn không nói được tiếng Việt? Làm sao mình tin được một dân tộc hơn 2.000 năm không có tổ quốc lưu đày ở trên 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, đùng một cái có một ngày lại có tổ quốc trở lại? Ông bà anh chị em có tin được không ạ?
25 đã khó luôn, 200 năm càng khó, hơn 2.000 năm một dân tộc đã xuống mồ rồi mà trở về từ 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, nói 80 thứ tiếng khác nhau và họ đã lập quốc. Năm 1947 Liên Hợp Quốc đồng ý chia cái phần đất cho họ. Năm 1948 họ thành lập nhà nước Israel. Và để kỷ niệm 75 ngày thành lập nhà nước Israel, Tổng thống Donald Trump, vì tổng thống can đảm nhất của nước Mỹ, 75, 30 đời tổng thống Mỹ hứa nhưng mà không bao giờ dám làm, sợ. Nhưng Donald Trump đã quyết định kỷ niệm 75 ngày thành lập nhà nước Israel, công nhận Jerusalem, yêu cầu Bộ Ngoại giao chuyển Bộ Ngoại giao về thủ đô Jerusalem. Hallelujah. Đó. Vì đền thờ Jerusalem cần được xây lại. Và trong lịch sử, Siru là một vị vua ngoại quốc đã ra lệnh tái thiết lại Jerusalem. Và đền thờ Jerusalem được xây lại trong đời Siru bởi lệnh của vua Siru. Cho nên là khi người Israel họ cảm kích trước tấm lòng của Donald Trump đó, họ đã in coi này là coi của ông Donald Trump và vua Siru ở đó. Nhưng điều này không phải là cảm kích cá nhân, cảm xúc của chúng ta dành cho Donald Trump. Nhưng phải nhớ rằng sau cái phía bức tranh này, sau cái đồng tiền này là bàn tay của Đức Chúa Trời đang điều động lịch sử của Israel, ông bà anh chị em. Chứ không phải có họ cùng này chắc là chuột cuồng Trump. Thành ra bây giờ cứ cái gì dính đến Trump là lại nói đây. Tôi chỉ muốn nói là cái đồng tiền này nó đề là sao ạ? 75. Trong Kinh Thánh con số 70 là con số rất là quan trọng, bài trang 70 tuần ở trên dân của ngươi. Con số 7 rất là quan trọng. 75 ông đã làm điều này. Vì vậy hôm nay chúng ta được nhắc nhở sao? Đức Trời Ngài đang kiểm soát lịch sử. Và Israel là chiếc đồng hồ của Ngài. Và Israel là cây vàng của Ngài để đứt nọc ra để nhắc nhở chúng ta điều gì đang xảy đến. Mọi người mệt chưa? Dạ, tôi nghĩ tôi nói tôi mệt chứ đúng không? Tôi hỏi cái này để kết đuổi mọi người thôi cho. Cảm ơn Chúa mọi người nghe là tôi vui rồi. Bởi vì tôi biết rằng chúng ta cần phải nghe. Như vậy Đức Chúa Trời Ngài đang kiểm soát lịch sử. Và Ngài sẽ cứu những người được chọn trước khi hủy diệt thế giới này của bà anh chị em. Hallelujah, đó là điều rất là quan trọng. Chúng ta biết không ạ? Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 7, chị Thủy ạ, Sáng Thế Ký đoạn 7, câu 1 đến câu 5. Đức Giê-hô-va phán cùng Noe rằng, ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì về đời này ta thấy ngươi là công bình ở trước mặt ta. Trong các loài vật thanh sạch, hãy đem theo mỗi loài 7 cặp đực và cái, còn loài vật không thanh sạch, mỗi loài 1 cặp đực và cái, cũng hãy đem theo những chim trời, mỗi thứ 7 cặp trống và mái để giữ giống trên mặt đất. Vì còn 7 ngày nữa ta sẽ làm mưa xuống mặt đất, trong 40 ngày 40 đêm ta sẽ tuyệt diệt khỏi đất hết các loài của ta đã dựng lên. Wow. Chúng ta thấy không ạ? Chúa nói với Noe là sao? Còn 7 ngày nữa. Như vậy ngày hôm nay Chúa có nói với Hội Thánh là Ngài sắp trở lại không ạ? Ngài đã nói với chúng ta Ngài sắp trở lại. Bằng chứng là gì? Lời của Chúa ở trong Kinh Thánh và qua Israel, Ngài đã nói sao? Còn 7 ngày nữa, giống như Noe. Mình thấy cảm ơn Chúa không? Rõ ràng Chúa đang nói với chúng ta qua tất cả những gì. Chúng ta không thể hiểu rằng một đất nước tin kính là nước Mỹ này bữa nay trở thành một cái đống hoang tàn như thế này. Là Chúa đang nói sao? Phải có. Vì đã có sự mầu nhiệm của điều hội nghị đương hành động rồi, song đấng còn ngăn trở phải cất đi. Bấy giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra. Đức Chúa Giê-xu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó, trừ bỏ nó bởi sự chơi sáng của Ngài đến. Như vậy là sao? Đứng ngăn trở sẽ cất đi và kẻ kia sẽ hiện nguyên hình. Lúc này thì chúng ta thoải mái, lúc này những ai ở lại thì thoải mái lắm. Muốn buông tuồng cỡ nào thì hết cỡ luôn, không ai bị ngăn cấm cả. Muốn làm gì làm, đúng là tự do. Nhưng mà để chờ cơ thành đồ của Đức Chúa Trời. Vì vậy, chỉ còn 7 ngày nữa, Chúa nói với Noe mà, còn 7 ngày nữa thôi. Đoạn Noe làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va phán dặn mình. Đây là điều mà tôi muốn nhắc của Thánh trong buổi chiều hôm nay.
Nếu nuôi nghe Chúa nói là còn 7 ngày nữa thì ông sẽ đi đâu, ông sẽ có giờ khi nào ông? Ông nhận một cú điện thoại và ông nghe một cái hợp đồng thương mại mà đi mất 8 ngày đường, ông sẽ đi không? Có đi không ạ? Vậy sao phải kịp quay về chứ đúng không? Ông bảo cú này là cú chót cũng được, nhưng mà nếu nó quá 7 ngày đâu có đi không? Không đi vì chúng ta còn 7 ngày nữa đúng không? Cho nên là ông bà anh chị em, chúng ta cần tỉnh thức. Nếu bất cứ điều gì ngon lành, tất cả mọi điều mà chúng ta thấy ấy, là cơ hội đó. Chúng ta là con người, chúng ta cũng mong muốn điều này điều kia. Nhưng chúng ta cần phải thấy được, chúng ta phải cân nhắc mọi dự án của mình, mọi cơ hội thăng tiến của mình, và thậm chí là ở đâu làm gì. Nhưng với một câu hỏi, gia đình tôi có kịp vào tàu? Matthew đoạn 24 nhé. Vì vậy ngày hôm nay chúng ta đã biết rằng Chúa đã chỉ cho chúng ta điều bộ những đức hành động và cây vả đang trổ bông. Và hôm nay chúng ta phải đọc Matthew 24. Tôi thì tôi thoải mái, sức tôi rất là khỏe, nhưng mà tôi sẽ không đọc cho ông bà anh chị. Matthew 24, chúng ta phải đọc. Ai yêu sự sống mình thì phải đọc. Đó, đây là. Và một điều mà tôi muốn khích lệ Thánh. Tôi rất cảm ơn Chúa vì chị Trang nói về dì An Thang. Vợ chồng tôi hiểu rằng là ngày nay nói về Chúa cho một người rất là khó, và mình cố gắng làm cái chương trình này nó vươn ra. Tôi cảm ơn Chúa lắm khi mà tôi nhìn trên đó là hơn 100 người share, hơn 3.000 người view. Tôi nói cảm ơn Chúa, ở cái thời buổi bận rộn này có mấy ai người ta muốn mình gặp được người ta đâu, mà qua cái YouTube này, qua cái Facebook này mà 3.000 người, rồi 4.000 người họ coi, rồi hơn 100 người share, và có nhiều người khác họ đang share. Và tôi rất cảm ơn Chúa. Vậy tôi khích lệ chúng ta là hãy tương tác, hãy hỗ trợ chúng tôi, hãy chia sẻ điều đó cho bạn hữu của mình. Vì trên đó chúng tôi chỉ nói hai điều. Thứ nhất nói về Hội Thánh, thứ hai là truyền giáo, vậy thôi. Trên đó không có mua sắm gì cả. Đấy. Trên không có bí quyết gì cả. Vì vậy chúng ta cùng giúp đỡ chúng tôi. Và đây là điều mà tôi muốn ông bà anh chị em lưu ý, được chúng ta khích lệ. Chúng ta khích lệ trong lời của Chúa. Đây, ở trong Tê-sa-lô-ni-a thứ nhất đoạn 4 từ câu 13 đến câu 17 tôi đọc lại nhé. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu đến cùng với Ngài. Và là điều tôi đã nhờ lời Chúa mà giao bảo cho anh em, chúng ta là kẻ sống còn ở lại trên kỳ Chúa đến, sẽ không lên trước những người đã ngủ. Vì sẽ có tiếng kèn lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, kẻ sống lại sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ còn sống mà ở lại sẽ cùng nhau đều cất lên với những người ấy ở giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Vào cảm ơn Chúa. Đây là điều mà tôi muốn khích lệ ở Thánh. Trong Matthew đoạn 24 câu 31, Chúa nói sao? Thiên sứ của Chúa sẽ dùng tiếng kèn lớn để gom hết thảy những người được chọn ở bốn phương trời. Wow, cảm ơn Chúa. Còn trong Tê-sa-lô-ni-ca chúng ta vừa đọc nó sao? Chúa Ngài kêu gọi chúng ta. Mình rất cảm ơn Chúa mà. Nhưng có một điều bí mật tôi nói bài trên nhé. Nếu chúng ta không có Thánh Linh ấy, tai này không nghe được tiếng Chúa đâu. Thì chỉ có Thánh Linh mới gọi được chúng ta thôi. Chúng ta phải nhớ Lazarus chết 4 ngày trong phần mộ rồi, thì làm gì còn tai nào để nghe, đúng không? Nhưng mà khi Chúa Giêsu nói sao? Lazarus hãy ra, thì đó là tiếng của Thánh Linh Ngài nói, và chỉ Thánh Linh mới làm cho điều chết sống lại cho bài trời. Vì vậy đó lý do mà chúng ta sẽ thấy, đúng không? Rồi, và chúng ta đang ở phần cuối cùng. Chúng ta sẽ thấy một điều mà tôi muốn chúng ta sẽ được khích lệ, là cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ đứng cùng với Chúa. Và đây là điều mà tôi muốn chúng ta sẽ nhìn thấy. Khi thiên sứ của Chúa dùng kèn của Ngài gọi chúng ta đấy, chúng ta sống lại và chúng ta sẽ lên cùng với Ngài. Nhưng có một điều quan trọng hơn, đó là chúng ta sẽ xuống với Chúa trong trận chiến cuối cùng.
Và có một điều tôi muốn nhắc hội thánh là sao? Chúng ta phải cầu nguyện để mình quan sát trận chiến cuối cùng là trong cái nhìn của người đứng từ phía trên cùng với Chúa nhìn xuống thế giới này, chứ đừng phải là người ở dưới thế giới này thấy trận chiến cơn hủy diệt của Chúa đến trong thế gian này nhé. Chúng ta phải được nhắc nhở điều đó. Đây là điều mà tôi muốn chúng ta được nghe này. Ở trong Sacheri đoạn 14 có mấy câu thôi, tôi xin phép được đọc. Tôi chẳng biết Sacheri đoạn 14. Này, ngày của Đức Giê-hô-va đến, những của cướp ngươi sẽ bị chia giữa ngươi. Vậy ta sẽ nhóm mọi nước lại tranh chiến cùng Jerusalem, và thành ấy sẽ bị lấy, nhà sẽ bị cướp, đàn bà sẽ bị hãm, phân nửa thành sẽ đi làm phu tù, nhưng dân còn lại sẽ không bị trừ bỏ khỏi thành. Bấy giờ Đức Giê-hô-va sẽ ra đánh cùng các nước đó như Ngài đánh trong ngày chiến trận. Trong ngày đó chân Ngài sẽ đứng trên núi Olive là núi đối ngang Jerusalem về phía đông, và núi Olive bị xé ra ở chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành là một chúng rất lớn, phân nửa núi rời qua phương bắc, phân nửa rời qua phương nam. Các ngươi sẽ chạy trốn trong chúng núi, vì chúng ấy sẽ chạy dài đến Hassan. Các ngươi sẽ trốn đi như khỏi trốn cơn động đất trong ngày Ô-xia vua Giu-đa. Bấy giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng ngươi. Bấy giờ tôi thấy trời mở ra và một con ngựa bạch hiện ra, đứng cưỡi ngựa bạch và đứng trung tín và chân thật. Ngài sẽ lấy công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có mão triều thiên, lại có đề một danh ngoài Ngài không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh xưng Ngài là lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn trắng sạch cưỡi ngựa theo Ngài. Có một lưỡi ghiêm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh vua của các vua và chúa của các chúa. Đây là trong Khải Huyền đoạn 19, từ câu 11 đến câu 16. Như vậy chúng ta nhìn thấy trong Khải Huyền đoạn 19 từ câu 11 đến câu 16 và trong Sacheri đoạn 1 đến câu 5 đó, chúng ta sẽ có hai hình ảnh. Sacheri đoạn 14 từ câu 1 câu 5 nói về việc gì? Chúa Ngài sẽ đến chiến đấu tại Jerusalem và có một các thánh đều theo Ngài. Và trong Khải Huyền đoạn 19 từ câu 11 đến câu 16 nói sao? Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. Đây là điều mà tôi muốn khích lệ hội thánh này. Chúng ta hội thánh Nova là tuyển dân của Tân Ước, sẽ cùng với Chúa Giêsu trở lại để chiến đấu cho tuyển dân của Cựu Ước và Israel. Wow, mình nhìn. Chúng ta phải đọc cái hai cái điều này, chúng ta ghép vào nhau, chúng ta nói wow, mình sẽ được cất lên trong ngày Chúa đến để đón mình, và sau đó mình sẽ trở lại cùng với Ngài để chiến đấu cho người Israel, ông bà anh chị em. Đó là một trận chiến mà được mong chờ nhất trong toàn cõi vũ trụ này. Mình, khi mình nằm dưới đất này, mình đang sống hoặc mình đang chết, như lời Kinh Thánh Tê-sơ-lô-ca thứ nhất nói đó, thì mình sẽ được cất lên và mình biến hóa, và rồi mình đứng cùng với Chúa trên không trung. Và rồi khi mà chúng ta được cất lên rồi, điều ác nó tràn lan đúng không? Kẻ nghịch cùng Đấng Christ sẽ hiện nguyên hình và Ngài sẽ xuống để hủy phá nó. Thì lúc đó chúng ta phải hình dung là anh Phú, chị Mỹ Linh và tất cả những người được chọn sẽ xuống cùng với Chúa Giêsu để nhìn lại trận chiến cuối cùng ở trên địa cầu này. Nhưng mình sẽ xuống để giải cứu dân tuyển của Chúa. Wow. Nhưng mà nếu mình mà đứng từ trên cao nhìn xuống thì nó khác. Chứ còn mình ở dưới mà nhìn lên tới trận chiến này thì sao? Thật là quá khủng khiếp đúng không? Ngài sẽ dày. Chúng ta nhớ là trong này, trong sách Khải Huyền dùng cái từ là gì? Thùng nho của cơn thạnh nộ. Tức là người ta cho nho trong thùng, người ta đạp để ép rượu đó. Thì Chúa Giêsu Ngài đến lần này không phải là để thương xót ông bà anh chị em. Ngài đến là để vì phá kẻ ác. Và Ngài sẽ dày đạp thùng nho thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh chép Ngài nói sao? Ngài sẽ pha cho chúng nó gấp đôi mà chén thạnh nộ. Mình thấy khủng khiếp mà. Như vậy tôi muốn khích lệ hội thánh để chúng ta sẽ gia nhập vào đạo binh của Chúa, mặc áo trắng, vải gai mịn và sạch, đúng không ạ? Để đến cùng với Ngài. Mọi người có muốn mình có mặt trong ngày đó trên đám mây không ạ?
Chứ đừng ở dưới đất nhìn ngước lên đám mây và đấm cực cùng bà anh em. Đó là điều mà chúng ta sẽ cần phải suy xét trong buổi chiều hôm nay. Dạ rồi, thầy xin mời Thánh chúng ta cùng đứng dậy, chúng ta cùng cầu nguyện cho lời của Chúa trong buổi chiều hôm nay. Như vậy bây giờ tôi muốn là hội thánh tổng kết nhá. Chúng ta nhớ này, bí mật quyền nhiệm của điều bộ nghịch đang hành động chưa? Đang hành động rồi. Nó phải hiện ra đâu? Và nhưng mà ai đang ngăn trở? Đức Thánh Linh và hội thánh. Vì Đức Thánh Linh ngài là đứng ngăn trở và ngài dùng hội thánh của Chúa như một phương tiện trên đất để ngăn trở. Nhưng mà khi Đức Thánh Linh và hội thánh cất lên rồi thì kẻ nghịch cùng luật pháp kia sao? Sẽ hiện nguyên hình và Chúa Giêsu ngài sẽ chiến đấu, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ nghe nhé. Vì có sự bầu nhiệm của điều bầu nhiệm đức hành động rồi, song đứng còn cần ngăn trở phải cất đi. Bấy giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra. Đức Chúa Giêsu sẽ dùng hơi điện ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự ngài đến. Như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy nhé, là tiến trình như vậy. Điều ác sẽ hành động và sẽ thắng thế, ông bà anh chị em. Phải nhớ rằng điều ác sẽ hành động và sẽ thắng thế ở ngay tại nước Mỹ này. Vì vậy nếu mà tháng 11 này chúng ta có kết quả là ông Donald Trump được cả 4 năm nữa, là 4 năm chúng ta sửa soạn ông bà anh chị em. Và nếu tháng 11 này chúng ta thấy là ông Donald Trump là fail rồi thì ngày và giờ không còn nhiều đâu. Chạy. Lúc đó thì mọi người phải chạy. Chứ lúc đó mà đừng có kế hoạch dài hạn nữa. Bởi vì điều ác thắng thế và lên ngôi đó, thì chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh ngài và Hội Thánh sắp được cất lên, và chúng ta cần tỉnh thức. Hãy cầu nguyện để chúng ta có được sự bình an nơi ngài. Và điều cuối cùng, Chúa sẽ hủy diệt cả ác. Và tôi mong ước rằng tất cả chúng ta đứng đây đều có mặt trong đạo binh từ trên cao. Là từ cao xuống. Amen. Thank you.
với hội thánh của Đức Chúa Trời. Như lời Kinh Thánh chép, ngày và giờ Chúa trở lại đang gần chúng ta hơn bao giờ hết. Vì vậy chúng ta cần phải sửa soạn và chuẩn cho sẵn. Chúng ta cần phải sửa soạn và chuẩn cho sẵn. Xin Hội Thánh cũng cầu nguyện cho chính mình tôi. Bởi vì theo như giấy tờ thì tôi sẽ phải kết thúc và chia tay Hội Thánh ngày 28 tháng 2 năm 2021. Vì vậy những ngày Chúa còn đặt tôi ở cùng Hội Thánh, tôi sẽ cố gắng nói về những gì Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta để chúng ta được nhắc nhở và tỉnh thức. Vì vậy xin Chúa ngài giúp cho mỗi một người trong chúng ta được gìn giữ cho đến ngày cứu chuộc. Hãy phải cầu nguyện cho vợ mình, cho con mình, cho chồng mình, cho cha mẹ mình. Và cũng hãy cùng với chúng tôi để có thể làm công việc Chúa hết lòng và tỉnh thức anh chị em của mình. Tôi xin cầu nguyện. Chúa ơi, con kêu cầu cùng ngài. Xin Chúa ngài giúp cho ông bà cha chúng con buổi chiều hôm nay đã nghe lời thương xót của ngài về việc đang diễn ra trong thế giới này, để rồi Hội Thánh của ngài được tỉnh thức và chúng con sẽ có mặt trong đạo binh lớn của Chúa, chứ không phải là có mặt ở trong cơn thanh nộ. Chúa ơi, hãy giúp cho chúng con được tỉnh thức vì điều bội nghịch đang hành động rồi, để rồi chúng con không lơ là, không chỉ kiếm thêm nhưng là tìm kiếm ngài, không chỉ thêm lên những gì để thỏa mãn chúng con, nhưng mà thêm lên một lời cầu nguyện, thêm lên lời của Chúa, thêm lên lời chia sẻ phúc âm cho những người hư mất xung quanh. Vì sẽ đến ngày ngài cất Hội Thánh và chính ngài sẽ lìa bỏ thế gian này. Xin Chúa để cho chúng con vì sao lãng, vì đắm đuối, vì bất cứ một lợi lộc nào mà ở lại cùng với kẻ gian ác. Chúa ơi, hãy thương xót và giúp cho ông bà anh cha chúng con, những người làm cha mẹ được tỉnh thức, để không để con cái mình ở lại trong thế gian hư nát này, tăm tối này, cũng không để lại người thân của mình ở trong nơi mà còn quỷ dữ, chỉ còn quỷ dữ lộng hành này. Nhưng hãy cho chúng con dù thức hay ngủ đều sẽ cất lên gặp Chúa ở chốn khung chung. Chúa ơi, xin ngài giúp cho con và vợ con cái con cùng Hội Thánh của ngài. Vì Chúa ơi, con đây cũng nhận biết mình là tội nhân, yếu đuối và thiếu sót, cũng vẫn chảnh mảng lơ là luôn trong đời sống của mình. Nhưng hãy giúp con, giúp gia đình con, giúp Hội Thánh của ngài trở lại với ngài, tìm kiếm mặt ngài. Con tạ ơn ngài. Con biết ơn Chúa vì Chúa ơi, hôm nay chúng con đọc những lời ở trong Tê-sa-lô-ca thứ nhất, thứ nhì, lời ở trong Ma-thi-ơ, lời ở trong Khải Huyền. Chúng con biết rằng lời này là lời được dành cho chúng con trong ngày cuối cùng này. Hỡi Chúa, lòng thương xót của ngài cả thể, vì hơn 2000 năm trước tại Gô-gô-tha trên thập tự giá, ngài đã nghĩ về chúng con, những người đang đứng trong Hội Thánh Nova ngày hôm nay mà cầu thay, cầu thế và ban lời ngài. Chúa ơi, lời của ngài đó là lời ra từ tấm lòng của Chúa Giê-xu. Hãy cho chúng con vui thích tìm kiếm lời của ngài. Hãy cho chúng con được tỉnh thức. Và Chúa ơi, ngài tha thứ cho Hội Thánh của Chúa nếu chúng con còn đố kỵ, còn tranh đấu, còn bè đảng hay bất cứ một điều nhỏ nhen nào, thì ngài lấy ra khỏi Hội Thánh của ngài. Rồi ngài giúp cho chúng con ai đấy sẽ dục lòng khuyên bảo nhau, chúng con sẽ yêu ngài, yêu nhau, yêu ngài, để chúng con dìu dắt và giúp đỡ nhau. Cảm ơn ngài, con dâng Hội Thánh của Chúa, xin ân điển của ngài giúp chúng con đi theo ngài cho đến ngày cuối cùng.
ngợi khen Chúa Thánh Linh và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta cùng đến với Chúa trong lời cầu nguyện chung. Xin ân điển của Chúa Giêsu là ân điển cứu chuộc dành sẵn cho chúng con ở trong các tầng trời dư dật gìn giữ chúng con. Nguyện xin Đức Thánh Linh bởi sự thông công của Ngài, bởi sự cáo trách của Ngài, bởi sự dẫn dắt yên ủi của Ngài gìn giữ chúng con hội thánh của Chúa từ nay cho đến ngày cứu chuộc. Amen. Amen.